khá thân mến, Như Huỳnh lại tiếp tục giới thiệu với cả nhà mình lô số 5, bắt đầu từ mã 29, cũng là một cặp mai giảo nhung hai mùa rưỡi rất là đẹp. Và đây quý khách nhìn thấy cái bông hoa nè, nó 8 cho đến là 16 cánh nha quý khách. Đó, form nó cũng rất là to ha, giảo nhung, hoa thơm. Rồi, và cái cặp này á, là quý khách xem nè, nó liền cốt ha, cỡ như mấy ngón tay của Quỳnh, ngón giữa nè. Rồi, cái gốc ha, rất là đẹp. Đây, củ nở nè. Rồi, chiều cao là khoảng gần 40cm, quanh vòng luôn. Tàn nó đang hoàn thiện, nó rất là to luôn nha quý khách. Đây, mã này giá là 500.000. 500.000 em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho quý khách luôn. Mã 29. Quý khách thích cái đế như thế này thì alo em ha. Rồi xuống cây. Mã tiếp theo 30. 30 là một cặp Thủ Đức 4 mùa. Mẫu này nó lửng lửng giữa 3 mùa rưỡi và 4 mùa rưỡi nha quý khách. Bởi vì cái củ nè rất là to. Trời ơi, khiếp luôn nha. Rồi đo thử cái hoành chỗ này đi, cái hoành chỗ mí ghép. Cả nhà xem là cái bộ đế nó rất là quái luôn. Cặp này là 4 mùa luôn quý khách. Rồi, hoành 8 ha, hoành 8, hoành cũ coi. Hoành cũ là 14, cũ rất bự luôn và rất là quái. Bên này khá đẹp luôn nè cả nhà. Hoành này cũng khoảng hoành 8 luôn và rất là đẹp, cả nhà thấy không, cái thế nè. Đó. Rồi cặp này thì khoảng 3 tấc rưỡi 4 tấc thôi. Em thấy cái form này nó tàn, nó tròn nè. Rồi cặp này có giá là 850. 850 em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho quý khách luôn ha. Nó nằm giữa của 3 mùa rưỡi và 4 mùa rưỡi á cả nhà. Rồi xuống cây. Mã đó là mã 30 nha cả nhà. Tiếp theo là một cặp giảo nhung nữa. Một cặp giảo nhung. Đây, cặp giảo nhung. À, để nôm nha. Để nôm cũng liền cốt rồi. Bên này cũng vậy. Đó, một cái để nôm, để quái rất là đẹp. Rồi, cặp này cũng khoảng 35cm trở lên. Đây, cả nhà xem ha. Đó, cái tàn nó cũng khá tròn. Mã này là mã 31. Giá là 500.000. Em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho quý khách luôn. 500.000. Rồi xuống cây. Tiếp tục mã 32. Giảo nhung là 2 mùa rưỡi nha cả nhà. Còn Thủ Đức thì quý khách lưu ý giúp em Huỳnh ha. Tại vì nó có lửng lửng 3 mùa rưỡi rồi 4 mùa rồi 4 mùa rưỡi. Nó xê xích nhau tí thôi cả nhà. Nhưng mà quý khách hãy lưu ý cái mã số nha. Rồi cặp tiếp theo, mã 32 là giảo nhung. Đây nó có một cái bông nữa nè. Hoa giảo nhung thì nó rất là đẹp. Nó nhiều cánh, nó nhiều cánh hơn Thủ Đức nữa ha. Và nó thơm. Rồi đây cả nhà, đây là củ nở nha. Biết hết xem, đây là một cái cặp mai củ nở, cũng liền cốt luôn. Đó, cái thân trụ giữa của nó to khỏe nha quý khách. Rồi cặp này khoảng cao gần 4 tấc ha, 40cm. Có giá là 500.000 luôn. Mã 32 500.000 em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho quý khách luôn. Đó, rất là đẹp cả nhà. Củ nở to. Cái củ nó to hơn ngón cái em Huỳnh luôn á. Này, củ nè. Củ nó rất là to, nó ôm qua cái vùng bên đây luôn nè. Đó, cả nhà thấy nha, rất là to nha. Đó, một cặp củ nở rất là đẹp nữa, cái đế nó phình ra. Rồi, xuống cây, mã này mã 32, 500.000. Tiếp theo là một cặp mai giảo Thủ Đức, 4 mùa. Này, 4 mùa rưỡi nha quý khách. 4 mùa rưỡi, trời ơi, coi nè. Đó, cả nhà xem cái cặp này rất là quái nha. Bây giờ đo cái hoành coi. Đo cái hoành. Hoành này là hoành chính nha quý khách. Rồi bên này. Nó liền cốt 100% luôn. Hoành chính luôn ha. Đó, hoành chính luôn. Và cái đế nè, cái đế này nôm rất là đẹp. Cái đế nó thế rất là đẹp luôn. Bên này củ nở to đùng luôn. Cái củ này rất là to luôn nha. Đo thử cái hoành củ coi. Rồi,
18 bên này. 18. Bên này là 22 nha cả nhà, 22 ha. Và rồi cặp này cái tàng nó tròn do luôn. Rất là tròn luôn và em thấy cái đế thật cực kỳ luôn. Cặp này 900 ngàn em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho quý khách. 900 cả nhà. 4 mùa rưỡi nha. Cái cặp này là 4 mùa rưỡi lùng lực. Hoành chính ha, hoành chính. Rồi, xuống cây. Mã này là mã 33. Vừa rồi là mã 33 nha quý khách. Và tiếp tục là mã 34 nè. 34 là cặp mai Giảo Nhung. Giảo Nhung này cũng 2 mùa rưỡi ha. Cặp này thì cái đế rất là đẹp. Dở cái đế lên. Đế nôm rất là đẹp nè quý khách. Đây. Trời ơi. Cái đế này y như hình con thú nè. Đang nằm luôn quý khách thấy ha. Đó. Cặp này quá đẹp luôn. Ai mà đang xem cặp này thì alo liền nha quý khách. Đế nó rất là quái, nó nôm rất là quái luôn. Cặp này nó chỉ có 35cm thôi. Nó lùng lực, nó tròn. Nhưng mà đế là cực kỳ luôn ha. Đế cực kỳ đẹp. Rồi cặp này có giá là 500 ngàn luôn. Em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho quý khách. 500 ngàn. Cặp mã này là mã 34. 34 nha quý khách. Vừa rồi là 34. Tiếp theo 35. 35 là một cặp mai Thủ Đức. Đế nó cũng rất là bự và quái luôn. Mẫu này 3 mùa rưỡi. 3 mùa rưỡi nha cả nhà. Đó. Cũng to đùng ha, củ nở đế quái. Rồi cặp này có giá là 550. 550 em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho quý khách luôn. 550 em Huỳnh bao phí vận chuyển ha. Mã 35. Rồi và mã cuối cùng, mã 36 là một cặp đại lộc. Một cặp đại lộc, đế nó cũng rất là đẹp. Và cặp đại lộc này có 2 mùa rưỡi nha cả nhà. Được 2 mùa rưỡi. Thì đại lộc này em thấy là nó tàn nó nhiều nè. Về lấy bo được nè. Đó, nó tròn quay luôn nè. Và cái củ ha, quý khách nhìn thấy cái củ nè. Đó. Củ nở. Đa phần luôn là bên em Huỳnh tuyển từng cây một như thế này. Ở trong một cái lô mai cũng rất là nhiều cái mẫu đế khác nhau đa dạng ha. Và thật sự thì mỗi cây mỗi đế rất là đẹp. Rồi 400 ngàn em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho quý khách. Đại lộc 2 mùa rưỡi. Và rồi thì em xin kết thúc video ở đây. Mã này là mã 36 nha quý khách. Kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại quý khách video sau. Thì chiều nay em Huỳnh cũng đóng hàng rất là nhiều. Em Huỳnh cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ em ha. Thì thường thì ngoài cái đánh lẻ cặp thì Huỳnh thường là bán 10 cây tặng 1 ha. 4 cây thì bao ship. Và giá sỉ cứ 10 cây thì em sẽ tặng 1. Và số lượng của Huỳnh còn rất là nhiều. Nên quý khách nào muốn mua số lượng nhiều thì chỉ cần alo Huỳnh và cái mẫu mã đế là y như em quay. Em chỉ tuyển ra vài cặp để cho quay cho quý khách xem thôi. Còn số lượng tại vườn thì cây rất đẹp nha. Ngoài ra thì Huỳnh còn rất là nhiều cái loại mai mai cúc, mai giảo khác nhau nữa ha. Và mai con quấn rễ nữa. Thì quý khách có nhu cầu thì đến tại vườn là ở quốc lộ 57 xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đối diện là ngôi chùa Kim Long, là ngôi chùa Ước ha. Thì còn nếu như mà cả nhà mình muốn trực tiếp thì gọi điện cho Huỳnh số điện thoại là 0949234525. Và em sẽ trực tiếp em chốt hàng em gửi cho quý khách nha. Chiều nay thì Huỳnh đóng số lượng cũng tương đối rất là nhiều. Và rất là cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ và tin tưởng kênh của Huỳnh. Mến chào và hẹn gặp lại.